Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Bến Lức và huyện Tân Trụ trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh và ông Trần Quốc Quân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trung tướng Lê Tấn Tới tiếp thu ghi nhận các ý kiến của cử tri và hứa sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh nguyện vọng của bà con cử tri và của địa phương đến Chính phủ Quốc hội. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền sở ngành tỉnh Long An nói chung và huyện Bến Lức Tân Trụ nói riêng, đồng chí đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị có thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời, kịp thời gửi đến các cử tri có kiến nghị.